cao nguyên Gumkang Hàn Quốc, vùng đất đã từ lâu với những huyền thoại về nhân sanh từ 1.500 năm về trước. Là ý của trời, sức mạnh của đất, lòng thành của con người. Thiên, địa, nhân, tất cả đã hợp lại thành vua của các loài thảo mộc. Đó là Gumkang nhân sâm, có chất lượng hàng đầu thế giới. FET International Home Shopping đã cho ra đời những sản phẩm nhân sâm, đặc biệt là dòng sản phẩm hắc sâm thượng hạng như sâm nước cô đặc, hắc sâm lát, hắc sâm linh chi viên, cao hắc sâm linh chi, trà rễ sâm, kẹo hắc sâm sugar free. Đặc biệt, Venus Ginseng, chìa khóa tìm lại tuổi xuân dành cho phụ nữ. Để biết thêm chi tiết hoặc làm đại lý phân phối, xin gọi 714-868-6868. Ngọc Thuận và Thanh Thanh ạ. Kính chào quý khán giả đến với chương trình Tìm lại tuổi xuân. Hôm nay chương trình vẫn tiếp tục được phát hành live như mỗi ngày từ 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều Cali, băng tần 57.11 tại miền Nam Cali, băng tần 16.11 tại miền Bắc Cali, và những khán giả yêu thương nào ngay tại Houston, Texas có trả thêm cho băng tần 27.2. Ngoài ra, nhanh tiện lợi và mọi lúc mọi nơi, mình có thể vào account Sài Gòn Entertainment Television để mình xem chương trình live trực tiếp trên Facebook và YouTube nhé. Rồi, Ngọc Thuận chào Thanh Thanh nè. Dạ, em chào chị Ngọc Thuận. Dạ, Thanh Thanh xin kính chào quý cô chú, quý cô chị, chị của chương trình Tìm lại tuổi xuân đài SET Home Shopping vào lúc 5 và đến 6 giờ chiều Cali ạ. À, em thấy là mấy hôm mà đài bên mình nhiều khi đôi lúc xin thỉnh thoảng trục trặc về kỹ thuật ha, thì dạ, chương trình không có live trực tiếp trên YouTube. Thì anh chị cô chú khán thính giả thân thương của chương trình vẫn nhớ nè, gọi vào để mà hỏi ô tại sao hôm nay mình không có xem được, phải không? Dạ đúng rồi chị. Đúng rồi, ha. Thì điều đó là cái nguồn động viên đối với tất cả nhân viên của đài SET, từ bác kỹ thuật nè cho đến anh chị em làm show vân vân. Vì thế cho nên là mỗi ngày như vậy thì Ngọc Thuận, Thanh Thanh hay là Thanh Nhã đều giới thiệu đến một những cái promotion gọi là hấp dẫn nhất dành cho khán thính giả, đặc biệt nữa là trong cái tháng Thanksgiving này. Bây giờ mình không chờ mất thời gian nữa, chị nhờ Thanh Thanh chia sẻ ngay lập tức những cái chương trình mà cả gần từ hồi đầu tháng 2 Tây tới bây giờ ha. Nói chung là quý khán thính giả đã nghe nhiều nè, rồi cũng order rất là nhiều luôn, nhưng mà vẫn còn 2 tuần lễ nữa quý vị ơi. Đó là chương trình rút thăm trúng thưởng dành cho lễ Thanksgiving. Đây là một chương trình rút thăm trúng thưởng rất là hoành tráng, rất là lớn luôn. Cũng là một cái lời tri ân của công ty dành và tặng cho quý khán thính giả trong thời gian vừa qua đã theo dõi nè, order ủng hộ cho chương trình quý vị nha. Bây giờ thì Thanh Thanh sẽ giới thiệu thể lệ để mình có thể tham gia cái cuộc bốc thăm trúng thưởng này. Rồi, dạ, chị mời em. Thanh Thanh rất là vui luôn để khi mà được công ty mình đó chị hỗ trợ cho cái chương trình lễ Thanksgiving sắp tới này chị ha. Ừ. Vào ngày số là ngày 30 tháng 11 Tây này, là vào ngày thứ hai, mình sẽ có các giải thưởng như sau ạ. Giải đặc biệt là TV Samsung 4D luôn, mình sẽ có smart, mình sẽ có 4K, mình sẽ có được 65 inch của hãng Samsung, cái tivi rất là to lớn luôn chị, dành cho cái giải đặc biệt của chương trình. Dạ, cái giải nhất là giải mình sẽ được full credit đây 1.000 đồng để mà mình có thể mua được bất cứ cái sản phẩm nào tại Home Shopping, chẳng hạn như yến nè, sâm nè, fucodan nè, đông trùng hạ thảo, tất cả các sản phẩm nào mà có tại Home Shopping đây ạ. À, rồi cái giải kế tiếp là mình sẽ được một hũ cao hắc sâm, chương trình cái cao hắc sâm này cũng là rất đặc biệt trong cái chương trình ngày hôm nay chị ha. Dạ, và kế đến là một hộp Venus Ginseng trị giá 270 đồng. Dạ, đó đó là giải mấy rồi hen? Giải ba. Dạ, cái đó là giải ba đó chị. Giải ba. Dạ, Venus Ginseng. Rồi tiếp theo luôn đi em ơi, hấp rồi, dẫn tiếp quá theo luôn. Mình sẽ được có 5 giải. 5 giải trong một cái set này là sâm lát nè, trị giá 75 đồng. Bao gồm mình có được 5 giải này luôn đó. Có nghĩa là mỗi giải một set. Mỗi giải xem một set sâm lát trị giá 75 đồng mình chưa có được 5 giải luôn. Rồi, chưa hết luôn. Dạ. Rồi, gì nữa mình không? Sẽ được thêm một hộp một giải nữa, 10 giải. Là 10 giải là một hộp kẹo sâm và một hộp trà sâm. Trong đây là một cái hộp trà sâm trị giá là 36 đồng, một hộp kẹo sâm trị giá 18 đồng. Là mình sẽ có 10 giải này.
tổng cộng cái giải thưởng của mình lên đến 19 giải. Dạ, wow, 19 giải quý vị ơi. Mà cơ hội cũng như là cái điều kiện để mình tham gia chương trình quay sổ số này thì vô cùng dễ dàng luôn. Ngay lập tức, ngay bây giờ mình đã có thể bắt phone lên và gọi ngay vào cái số phone của chương trình 1-888-680-6689 để làm gì em ha? Dạ, gửi vào để làm vào gì? Để order sản phẩm. Để một là mình có thể order cho mình một trong ba combo hoặc là ba combo luôn cùng một lúc, những combo vô cùng hấp dẫn. Hai nữa là mình có thể chia sẻ tất cả những sản phẩm mình đã sử dụng của công ty, ngay cả phấn kỳ diệu nè, ngay cả nghệ ucon nè, đúng không? Dạ, đúng rồi. Everything, tất cả mọi thứ mình đã trải nghiệm rồi, mình sử dụng rồi, thì mình có thể gọi ngay vào số phone của chương trình live để mà chia sẻ, thì mình đã có ngay một vé sổ số rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ nói về ba cái combo hiện tại đang có trong chương trình này. Ngọc Thuận xin giới thiệu combo đầu tiên, đó chính là combo đặc biệt dành cho dòng sản phẩm linh chi. Một set linh chi cao cốt giá trị là $180, phải dạ, không? Đúng rồi. Một set linh chi viên giá trị là $199, nhưng trong tuần tháng Thanksgiving này mình chỉ trả có $189 mà thôi. Dạ, dạ đây trên tay Ngọc Thuận và Thanh Thanh. Một linh chi này là linh chi viên phải không? Dạ đây. Linh chi cao cốt. Đây linh chi cao cốt nè. Linh chi cao cốt nặng quá luôn. Đồng năm hũ như vậy. Dạ. Một set linh chi cao cốt mình sẽ có 5 cái hũ nhỏ nhỏ xinh xinh này quý vị nha. Tổng trọng lượng cho set linh chi cao cốt thì là 250g. Vị chi một hũ nhỏ như vậy 50g dạng sành sạch đậm đặc. Giá của nó là 180. Còn tay Thanh Thanh là linh chi viên trị giá 199. Nhưng trong tháng Thanksgiving này, trong giờ live này mình chỉ trả có 189 đô la thôi. Dạ, ngoài ra mình vẫn còn được tham gia chương trình xổ số bốc thăm trúng thưởng vào ngày 30 tháng 11 nữa. Đúng rồi. Dạ. 189 đô la nếu như mình mua thêm một số sản phẩm nào đó để mình có thể là 200 đô ha, cho cái order của mình là mình đã có được 4 vé dự thưởng rồi quý vị ơi. Cho nên nhanh tay lên gọi vào để mình có thể đem về combo đầu tiên. Số phone của chương trình 1-888-680-6689. Rồi tới combo thứ hai. Dạ. Combo nào cũng hấp dẫn hết trơn á em ơi. Em thích nhất là cái combo này sắp tới nè chị. Em là thích nhất hả? 399 đồng thôi. Mình được nguyên một hũ cao hắc xanh trị giá 360 đô rồi. Ngoài ra mình được xếp một cái set Venus này luôn chị. Venus trung trang này luôn ha. Một cao hắc xanh. Đúng rồi. Một Venus, cái Venus. Set. Dạ. Rồi thêm một set bổ nho, tinh chất bổ nho. Dạ đây, một set nguyên một set tinh chất bổ nho như vậy luôn trị giá 180 đồng. Ngoài ra mình được thêm một set linh chi viên. Dạ, mà tổng cộng chỉ có 399 đồng thôi. Ngoài ra mình còn được thêm 8 mà chị ha. Rồi, 399 coi như 400 đi ha. 400, ngoài ra mình còn được thêm 8 phiếu rút thăm trúng thưởng nữa. 8 phiếu rút thăm trúng thưởng, 8 cơ hội quý vị ơi. Cơ hội luôn. Ngoài ra là mình gọi vào chia sẻ khi mình order, dù là khách hàng mới vẫn được một vé để chúc mừng mình đến với chương trình. Còn nếu như khách hàng đã sử dụng rồi thì mình chia sẻ, mình sẽ theo được một vé nữa. 399 đô la để mình có được cả 4 set này mang về, quý vị thấy trên màn hình không nè. Một ca hát xăm, một linh chi dạng viên, một quý một set Venus Chinsen và một set nước bổ nho cô đặc. Hôm nay mình chỉ trả có 399 đô la mà thôi. Cho nên là Ngọc Thuận và Thanh Thanh rất mong quý khán thính giả nhanh tay gọi vào số phone của chương trình 1-888-680-6689. Và địa chỉ trên màn hình chúng ta cũng đừng quên là 9822 Bonsa Avenue Sudi, Westminster, Cali 92683. Địa chỉ rất là quen thuộc và rất là dễ tìm. Dạ, nằm trên đường Bonsa và hướng Rockhead, sát bác sĩ Phạm Hằng Trung đó chị. Đúng cho nên rồi. Là và tuần vừa rồi cũng có vài khách hàng đã đi lộn đó chị, đi nhầm qua địa chỉ khác. Dạ, em có gọi lại cho mấy khách tại vì order mà không thấy ra lấy. Cho nên là qua ngày rồi, qua ngày order, qua ngày lấy hàng rồi mà không thấy lấy. Cho nên là em mới gọi hỏi thăm cô ơi, sao cô chưa đến lấy nữa. Cô nói cô đến lấy rồi mà. Nhưng mà sao con thấy cô chưa có đến lấy thì phải. Cô nói là không, cô đến lấy rồi.
Nhưng mà cô nói qua nói lại, cô nói ôi vậy chắc cô đi nhầm chỗ rồi. Tại vì cô nói là cái loại xăm nào đó 200 mấy, hèn chi cô cứ đến cô hỏi cái loại này loại kia mà nói không có không có. Xong rồi cô đưa cho cô cái loại xăm nào đó, cho nên là cô đã đến địa chỉ nhầm rồi. Quý vị ơi, từ bây giờ cho đến hết tháng 11 này ha, rồi qua tháng 12 luôn, thì theo như thường lệ mỗi năm đó, thì quý khán thính giả sẽ thường thường khách hàng sẽ lấy vacation vào cái dịp này rất là nhiều. Đúng rồi đó. Và thế là ngay lập tức bay qua Cali, đúng không? Để mà có thể, thứ nhất đó là nếu như những bang miền đông quá lạnh á, thì dù sao Cali vẫn ấm áp hơn chút xíu. Cho nên là quý khán thính giả tranh thủ thời gian dịp cuối năm nè, để mà lấy vacation ha, lấy phép để mà bay qua đây chơi. Vì thế cho nên là International Home Shopping tại 9822 Bosa sẽ là một cái địa điểm mà quý khán giả nhớ nhín chút thời gian để mà ghé vào đây nha, để mà tận mắt chứng kiến. Thứ nhất là công ty có nguyên một cái store rất là rộng lớn với nhiều sản phẩm mà cả năm trời nay mình đã ủng hộ, mình đã order nè. Thì dịp cuối năm nếu như ghé Cali, quý khán giả nhớ ghé Home Shopping 9822 Bosa Avenue quý vị nha. Ngoài ra nữa thì mình có thể là nếu như mà vào dịp Thanksgiving này mình đến đây thì biết đâu mình trúng giải thưởng, mình đem luôn cái TV về thì sao? Dạ, đúng không rồi. Hay là mình có được 1.000 store credit, mình ngay lập tức sẽ chọn ngay cho mình những cái món quà có ngay tại cửa hàng. Vì thế cho nên là Ngọc Thuận Thanh Thanh rất mong quý khán thính giả chia sẻ thông tin này đến với người thân nè, bạn bè của mình. Tại vì Thanh Thanh thấy không, nếu như mà một cái order hồi sáng này hai chị em mình viết phiếu cho một chị khách hàng, bao nhiêu phiếu em? 72 phiếu. Nói ra hết hồn quý vị ơi, 72 phiếu. Có nghĩa là tại vì mấy chị dễ thương lắm, mấy chị là coi chương trình rồi hùng nhau lại để mà order, đúng không? Dạ, đúng cho rồi. Nên là quý khán giả ơi, mình càng hùng lại thì cái order mình càng nhiều tiền, mình càng nhiều phiếu. Còn giải thưởng chia làm sao tính sao? Rồi bây giờ mình đến với combo thứ ba nha. Combo thứ ba, chị mời em nè. Dạ rồi, cái combo thứ ba trị giá chỉ có là 159 đồng thôi. Nhưng mà mình sẽ được là một cái Venus Ginseng single là 60 viên để mình có thể dùng thử nó ha. Rồi mình được thêm một cái phấn kỳ diệu nè, phấn kỳ diệu, một set xăm lát và nguyên một set luôn, và một cái nghệ du con. Nghệ du con của Nhật là tổng cộng là chỉ có 159 đồng thôi, rất là đặc biệt luôn, cái giá rất là good luôn. Nhưng mà nếu mà ai order cái hai trong ba cái combo này thì mình sẽ được thêm một cái chai serum này nữa. Cái serum này hàng rất là mới, rất là thích luôn đó chị. Dạ, chị có thể chia sẻ về cái serum này được không? Có nghĩa là ai order 2 combo trở lên phải không? Dạ đúng rồi. Thì mình ngoài cái việc mình đã có thể tận hưởng giá rất là đặc biệt dành cho mỗi combo rồi, rồi ngoài cái việc mình sẽ có được cái vé xổ số nè, thì mình còn được tặng thêm một cái chai serum đến từ Hàn Quốc. Đây là một cái dạng serum rất là đặc trị dành cho làn da khô, dành cho da mùa đông của mình bị khô nè, để mà cân bằng độ pH cho da, rồi giúp cho da tăng độ đàn hồi cho da. Mà quý vị biết rằng á, serum bao giờ cái giá tiền cũng rất là cao, phải không? Thường rồi, trong một dạ, cái set rồi. Mà skincare đó, theo Ngọc Thuận biết, trong một cái set mà skincare thì cái chai serum bao giờ cũng chai đắt tiền. Dạ. À, tại sao đắt tiền vậy em? Tại vì cái tinh chất serum này nó rất là hiệu quả, nó thẩm thấu vào làn da mình rất là sâu và rất là nhanh, để cho mình có được làn da thay đổi nó tốt hơn. Nó tốt gấp 10 lần cái dạng kem dưỡng bình thường. Có nghĩa là nó mạnh, đúng không? Dạ, đúng rồi. Cho nên khi mà mình đã sử dụng những dạng kem dưỡng bình thường thì mình sử dụng thêm cái tinh chất serum này nữa thì cái hiệu quả nó sẽ gấp nhiều lần hơn nữa. Thanh chia sẻ giùm chị luôn, thường á, serum là dùng hiệu quả nhất là thời điểm nào trong ngày? À, tối, nhất là thời điểm mà buổi tối khi mà mình xức cái bộ skin care của mình đó chị. Thì khi mà mình rửa tẩy trang nè, mình rửa mặt sạch nè, thì rồi để kế tiếp là cái rửa lại cái nước hoa hồng đó chị. Đó, toner đó. Xong rồi mình đi kế tiếp là nó, cái serum này. Trước khi mình vô cái những cái cream phải không? Cream, đúng rồi, những cái dưỡng chất. Có nghĩa là serum trước cả cream luôn. Đúng rồi, trước cream luôn. Quý vị ơi, Ngọc Thuận chia sẻ như vậy cũng nhờ Thanh Thanh chia sẻ là tại vì ngay cá nhân của Ngọc Thuận luôn á, khi mà sử dụng cái dòng skincare mình nhiều khi mình còn lúng túng lòng cộng, mình không nhét nhiều khi nhiều quá, cũng chả nhớ là chai nào trước chai nào sau. Thì nói tóm lại là rửa mặt sạch ha. Đúng rồi. Sau đó là mình dùng toner. Để mà clear là một lần nữa nè. Đúng rồi chị. Rồi sau đó là serum. Serum. À, mà serum á, thì theo Ngọc Thuận biết là cũng có nhiều loại, có những loại dành riêng cho serum vùng mắt nữa này, đúng không? Đúng rồi chị. Rồi, nhưng mà riêng cái dạng serum mà trên tay Thanh Thanh đang có đó quý vị, là serum dùng cho nguyên cả cái face, cái mặt của mình cái quý vị nha luôn. Rồi, đặc biệt là những vùng nào da bị nhăn, bị rãnh nè, bị khô nè,
thì serum là có cái chữ đặc trị trong đó, cho nên nó sẽ đánh mạnh vào cái vùng này. Rồi sau khi mình dùng serum xong, nếu như mình không có bất kỳ thêm những cái loại skincare nào khác thì cũng có thể để serum trên mặt sau đó mình đi ngủ, đúng không? Đúng rồi. Rồi, còn nếu như mình đang có sử dụng kem ban đêm thì mình sau đó mình sẽ đánh cái kem ban đêm lên mặt quý vị nha. Vì thế cho nên là nếu như hôm nay ai order 2 combo trở lên, mình sẽ được tặng thêm chai serum. Giá của nó bao nhiêu em ha? Cái giá của nó là 62 đồng nhưng hôm nay chỉ còn 50 đồng thôi và được mua 1 tặng 1. Tức là nếu như ai mà chưa có cái dòng sản phẩm nào để mà gọi là cung cấp cái độ ẩm nè cho da, tăng độ hoạt cho da thì có thể mua riêng chai serum này quý vị nha, với giá vô cùng đặc biệt luôn. Nhắc lại của em nè, trị giá là 50 đồng, như mình mua một mình sẽ được tặng một, tức là 50 đồng mình được hai chai này mang về để mình có thể sử dụng trải nghiệm nó, để nó biết được nó hiệu quả như thế nào khi mà mình thử cái serum này trước cái dòng mà kem dưỡng da. Quá tuyệt vời quý vị ơi. Cho nên là Ngọc Thuận thấy là chương trình của mình vô cùng hấp dẫn luôn, vì thế đừng bỏ qua cơ hội này quý vị nha. Một tháng Thanksgiving á, thực sự mình nghe một tháng chứ thật ra cũng rất là nhanh. Hôm nay đã là 10 tay rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Wow, 10 tay rồi quý vị, cho nên chỉ còn có 2 tuần lễ nữa thôi. Chứ nếu như mà quý vị nào đang đắn đo suy nghĩ nè, nguyên một cái list dài sọc để mà mình có thể mình tính coi là mua quà gì cho người thân A, người thân B, người thân C đúng không? Đúng, trong dịp Thanksgiving, hoặc là mình mua để dành cho cái dịp lễ Giáng sinh, dịp cuối năm vân vân, thì hãy nghĩ ngay đến chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân đang có nguyên 3 cái combo vô cùng hấp dẫn, cũng đồng thời là chương trình xổ số quý vị nha. Ngọc Thuận xin nhắc lại là giải thưởng của mình lên đến 19 giải thưởng luôn. Giải đầu tiên, giải đặc biệt, dạ đây sau lưng Ngọc Thuận đây, phải né qua mới thấy. Nguyên một chiếc TV, Smart TV 65 inch rất là to. Ngọc Thuận nghĩ là xem YouTube cũng được ha, kết nối YouTube kết được luôn YouTube, tại vì nó có thể kết nối YouTube bằng phone phải không? Bất kỳ phương tiện mà công nghệ nào. Rồi, ngoài ra nữa thì nếu như mà nhà mình có cái TV to như thế này á, thì xem những chương trình như là thể thao, ca nhạc, cái nào cũng thích hết. Đúng rồi, cái đúng nào chưa? Rất là dễ, rất là tiện lợi khi mà mình sử dụng YouTube. Hoặc là nếu như mình coi bằng điện thoại á, coi nhiều nó nhỏ quá, màn hình nó nhỏ, có thể chính là nhức mắt đúng không? Rồi. Thì mình có thể là kết nối lên TV trực tiếp luôn. Mình mở trực tiếp lên đó luôn, rồi mình có thể mình điều khiển bằng cái phone luôn đúng không? Đúng rồi, chạy được luôn. Đúng là công nghệ càng ngày càng tiên tiến quý vị thấy không? Cho nên là giải đặc biệt của chương trình đó là một chiếc TV Samsung 65 inch quý vị nha. Rồi tiếp theo giải nhất chính là Store Reddit, một trị giá 1.000 đồng để mình có thể mua bất cứ sản phẩm nào tại International Home Shopping, trị giá 1.000 đồng, rất là hấp dẫn luôn. Có thể mình nếu 1.000 đô la muốn gì ta? Mua được rất là nhiều thứ, đúng Xăm không? Xăm nè, linh chi nè, hoặc là fucodan, yến nè, đông trùng hạ thảo, tất cả mọi thứ, tại rồi, International Home Shopping. Rồi gác quan bên hen. Rồi tiếp theo đó chính là giải nhì. Giải nhì của mình sẽ mang về nguyên một hộp cao hắc sâm trị giá 360 đô la. Mấy hôm nay là Ngọc Thuận nghe rất nhiều khách hàng nhâm nghe. Tôi thích hộp cao hắc sâm nha, tại vì tôi sắp hết rồi. Dạ, đúng rồi. rất là vui nếu như mấy cô mà đang ao ước mà mình được trúng cái hũ cao hắc sâm đúng không? Rồi, tiếp theo, giải tiếp theo là gì em? Dạ, giải tiếp theo là Venus Ginseng trị giá 270 đồng. Nếu như chị nào mà thích trắng sáng làn da, thích khỏe hơn thì mình có thể sử dụng sản phẩm này. Và nếu như ai mà có bị những cái nám, đồi mồi trên da thì mình có thể sử dụng thử sản phẩm này để biết được cái tác dụng và cái hiệu quả của nó như thế nào. Trị giá 270 đồng để mình tham gia xổ số để mình được tặng ngay cái sản phẩm này. Dạ, rất là hấp dẫn luôn. Em thấy vừa rồi là cái lòng quay của mình nó cũng hơi bị nhiều, hơi bị nặng rồi đó chị ơi. Tại mình hết chỗ rồi ha, chứ không phải là mình khoe rồi nha. Ngọc Thuận với Thanh thấy là cũng đầy lắm rồi đó nha. Cho nên là mình phải tranh thủ nhanh tay để mà mình có được một vé hoặc là nhiều vé trong cái lòng quay này quý vị nha. Rồi tiếp theo chưa hết giải đâu em, còn nữa. Nữa hả chị? Rồi. Ok, dạ đây. Đây là cái sản phẩm mà xăm lát vừa thời gian vừa qua mọi người cũng rất là yêu thích luôn. Một set này vào gồm có 4 hộp trị giá 75 đồng. Mình sẽ có đến 5 giải này lần chị. Mỗi 5 giải. Dạ, 5 giải, mỗi giải là được một set xăm lát này trị giá 75 đồng. Để mà mình có thể tham gia thì mình order gọi ngay vào cái số điện thoại trên màn hình ha. Rồi cái giải kế tiếp của mình là một hộp kẹo xăm và một hộp trà xăm. Mấy giải lận nè? Dạ tới 10 giải lận. Wow, 10 giải. 10 giải trên khách hàng luôn.
Mỗi giải như vậy là hộp trà sâm trên tay Thanh Thanh nè và một hộp kẹo sâm quý vị nha. Cho nên là 19 giải thưởng lận, không thể nào bỏ qua cơ hội này. Quý anh thính giả ơi, nhanh tay gọi vào chương trình 1888-680-6689. Thể lệ tham dự rất là đơn giản, chưa bao giờ đơn giản như lúc này hết. Chỉ cần là nhấc phone lên nè, đầu tiên mình có thể gọi vào để mình chia sẻ tất cả những dòng sản phẩm mình đã sử dụng qua. Sau đó mình order cho mình những dòng sản phẩm. Và thêm một cái thông tin rất là hấp dẫn nữa là em biết sao không? Không chỉ là những cái order dành cho ba cái combo mình đang giới thiệu, hay là không chỉ như là những cái order dành cho dòng sản phẩm xăm với Linh Chi đâu, mà tất cả những sản phẩm khác. Thí dụ như là khách hàng mua dầu gội đầu Kigo nè, khách hàng có thể mua sữa tấm nè, phấn kỳ đen, phấn kỳ diệu, Bayou collagen vân vân, mình đều có vé dự thưởng. Rất là hấp dẫn không? Hấp dẫn luôn. Cho nên là Ngọc Thuận Thanh Thanh rất là mong quý thính giả nhớ chia sẻ thông tin này nha, rồi có thể là hùng vào để mình có thể có một cái order thiệt là lớn, để mình có nhiều số phiếu hơn nữa. Bây giờ thì hai chị em sẽ nhắc lại một lần nữa những cái điểm đặc biệt của dòng sản phẩm Linh Chi. Tại vì Ngọc Thuận thấy là Linh Chi mà vừa có viên vừa có nước nữa thì chị thấy vô cùng tiện lợi luôn. Đúng rồi. Dạ. Theo em thì nếu như mà em có cả trong tay vừa viên nè vừa cao cốt thì em dùng như thế nào? Em nếu mà được thì em có thể dùng hai thứ là khi mà mình có thời gian nè, nhất là mùa lạnh mình sắp tới nè, thì mình có thể dùng cái cao cốt Linh Chi này, tại vì nó hấp thu nhanh hơn, nó rất là dễ uống nữa. Nhiều khách gọi vào là cũng cứ hỏi mình là cái này nó có dễ uống không, nó có đắng không, nó gì. Dạ, nhưng mà thật ra rất là dễ uống luôn, nó không có khó uống đâu ạ. Tại vì mình trẻ thì mình có thể sử dụng nó mỗi ngày như vậy thì nó sẽ giúp cho cái lá gan của mình nó mát hơn. Nếu mà mình muốn được cái làn da tươi trẻ thì mình cũng nên sử dụng nó từ sớm để mà nó nuôi lá gan của mình nó mát hơn, giống như là tưới cái làn da của mình vậy đó chị. Thay vì mình giúp mình make up, mình làm mọi thứ thì nó mỗi ngày làn da của mình nó sẽ xấu đi, thì cái này nó cũng có thể giúp cho mình mỗi ngày như vậy để mà nó hiệu quả, nó thay đổi cái làn da của mình. Tại vì thời gian vừa rồi rất nhiều khách hàng là gọi vào order và nói là thôi không muốn về uống về cái dạng nước, thì có thể nào mà mình có dạng viên không, thì tại International Home Shopping cũng có cái dạng viên này luôn. Dạ, cái cao Linh Chi và nó có một ít sâm trong đó nữa, thì mình có thể dùng chung cái sản phẩm này 2 trong 1, và rất là tiện lợi khi mà mình không có thời gian mình pha, thì mình có thể là để một cái chai rồi mình uống mỗi ngày 1 đến 2 viên. Một thời gian thay thì mình sẽ cảm nhận được, mình sẽ thấy được cái làn da của mình sẽ thay đổi và cái cơ thể mình nó thay đổi như thế nào. Dạ. Cũng hợp lý hen. Theo Ngọc Thuận, theo chị thì chị thấy là dạng nước trong thời điểm này vô cùng cần thiết luôn. Đúng. Tại vì cũng công đôi chuyện, một là mình pha nước như vậy thì mình sẽ nhớ cái việc là mình đưa nước vào cơ thể, mình uống nước đúng không? Dạ, đúng. Tại vì cái vấn đề này hình như Ngọc Thuận nhớ là tuần rồi hai chị em cũng có chia sẻ, trời càng lạnh thì đôi khi mình lại quên cái thói quen là uống nước. Ha? Tại vì thấy lạnh quá cứ nằm trong phòng trùm mền, hoặc là nhiều khi mình lại ngại cái vấn đề là mình cứ uống nước nhiều thì mình lại phải đi vệ sinh. Dạ. Cho nên là hơi ngại đúng không? Nhưng mà quý vị ơi, thà là mình chịu khó một chút xíu nhưng mà mình vẫn bảo đảm được cái cơ thể của mình nó đủ lượng nước, 70% cơ thể mình là nước mà. Cho nên là đừng quên cái việc mình bổ sung nước mỗi ngày nha. Tại vì nước có đầy đủ thì làn da của mình nó mới khỏe nè. Yeah. Rồi tất cả những cơ quan nội tạng trong cơ thể nó mới hoạt động tốt được. Cái đặc biệt quan trọng nữa là cơ quan nội tạng của mình có hoạt động được hay không nè ha, cũng do nguồn nước. Cho nên là nếu như không tốt hơn nữa là nguồn nước của mình sẽ có thêm Linh Chi ở trong đó. Cho nên $189 mình vừa có nguyên một set cao Linh Chi nè, rồi mình có thêm nguyên một set Linh Chi dạng viên nữa. Hôm nào mình đi ra ngoài hoặc là bất tiện, không có tiện để pha thì mình có thể dùng 2 viên cho mỗi ngày là đủ cái lượng Linh Chi cho một ngày quý vị nha. Còn nếu như nhà của mình có mấy bạn trẻ đang trong độ tuổi mà bị thay đổi nội tiết tố, có thể là bị mụn nhiều hơn nè, rồi làn da của mình dễ bị dị ứng, quá nhạy cảm với lại môi trường, thời tiết, mình cũng có thể sử dụng Linh Chi. Vì thế cho nên là combo $189, mình có luôn 2 set Linh Chi, vừa dạng viên vừa dạng nước, để mình có thể thay sử dụng cả hai loại này một lúc quý vị nha. Rồi tới combo thứ hai thì em thấy nó hấp dẫn ở chỗ nào nè? Dạ, tại vì nó có cái sản phẩm Venus Ginseng trong đây. Ồ vậy hả? Dạ đúng rồi. Tại cho sao? Nên là
tại phụ nữ mình mà ai cũng muốn để có một cái làn da trắng sáng hơn đúng không, trẻ đẹp hơn, cho nên mình là sẽ sử dụng cái sản phẩm Venus Ginseng này. Một cái set combo này là bao gồm có một cái cao hắc xăm trị giá 360 đồng, rồi, và một cái set Venus Ginseng 180 viên trị giá là 270 đồng, và một cái tinh chất bổ nho 100 trị giá 180 đồng, gồm 30 gói luôn, và cái cuối cùng là mình vẫn được cái một set cao cái set linh chi viên này luôn, trị giá 199 đồng, tổng cộng 180 viên. Cả 4 set như vậy trong một cái combo này hôm nay chỉ có 399 đồng thôi, rất là hấp dẫn, rất là tiếc cho những ai không order cho cái sản phẩm này, tại vì mình còn được thêm 4 phiếu 8 phiếu sổ số trúng thưởng nữa đó. Đúng chị rồi. Đúng không? Mà em biết không, là 4 set này á, giá mà gọi là full giá của nó là biết bao nhiêu tiền không? Bao nhiêu chị? Giá full của nó là 1.009 đô la. Wow, yeah. Mà hôm nay mình chỉ trả có 399 đô la thôi, cho nên là Thanh Thanh rất đúng là rất là tiếc nếu như mình chưa nghe được show ngày hôm nay, cũng như là mình chưa nhanh tay để mà gọi vào order cho mình và người thân nguyên cái combo 399 đô la quý vị nha. Thì ngoài ra thì Ngọc Thuận thấy là cái combo thứ ba đó trị giá là 159 đô la thay vì mình phải trả tới 380 mấy đô la, đúng không? Đúng rồi, dạ. Gồm có một Venus 60 viên nè, một hộp nghệ U-con nè, một phấn kỳ diệu với lại cái gì nữa em ha, một xăm lát đúng không? Một, dạ, bốn sản phẩm này mà hôm nay mình chỉ trả có 159 đô la thôi quý vị, quá là rẻ luôn, mà rất là tiện lợi nữa. U-con tốt cho bao tử, đường ruột nè, rồi giúp cho kháng viêm, đặc biệt là hôm qua Ngọc Thuận nhớ có cái cô chia sẻ là người U-con uống trong mùa này em biết đó là rất là đỡ cái việc mà sưng viêm những cái khớp xương á. À vậy hả chị? Tại vì trời lạnh á, trời lạnh mà nhất là những cô nào mà bị phong thấp thì dừa thường sẽ những cái sưng, những cái khớp xương nó sẽ sưng, nó dễ sưng viêm lên. Thì dùng nghệ U-con một thời gian nó sẽ cũng giảm bớt được cái triệu chứng này. Ngoài ra nữa là mình có 60 viên Venus để mà mình dùng. Một là ai chưa sử dụng qua đó thì mình có thể dùng thử, đúng không? Cho nên là nguyên combo 159 đô la này thì quá là tuyệt vời luôn. Và ngoài ra nữa thì ngoài cái tuyệt vời mà nãy giờ Ngọc Thuận và Thanh Thanh chia sẻ ra đó thì nó còn nhiều điều tuyệt vời khác nữa, nhưng mà chờ phần 2 quý vị nhé. Bây giờ hai chị em sẽ tạm dừng lại cho phần thông tin thương mại. Quý vị nhớ đừng rời màn ảnh, bởi vì sẽ còn rất nhiều những điều hấp dẫn ở phần 2. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể, giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho, làm giảm việc sản xuất melanin, giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid, giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi, chứa hợp chất saponin, là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689, hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Cao nguyên Gumsan, Hàn Quốc, vùng đất đã từ lâu với những huyền thoại về nhân sâm từ 1.500 năm về trước. Là ý của trời,
sức mạnh của đất, lòng thành của con người. Thiên, địa, nhân, tất cả đã hợp lại thành vua của các loài thảo mộc. Đó là gươm sang nhân sâm, có chất lượng hàng đầu thế giới. FET International Home Shopping đã cho ra đời những sản phẩm nhân sâm, đặc biệt là dòng sản phẩm hắc sâm thượng hạng như sâm nước cô đặc, hắc sâm lát, hắc sâm linh chi viên, cao hắc sâm linh chi, trà rễ sâm, kẹo hắc sâm sugar free. Đặc biệt, Venus Ginseng, chìa khóa tìm lại tuổi xuân dành cho phụ nữ. Để biết thêm chi tiết hoặc làm đại lý phân phối, xin gọi 714-868-6868. Ngọc Thuận và Thanh Thanh rất cảm ơn các thính giả vẫn giữ màn hình để tiếp tục theo dõi chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân phần 2. Ngay từ đầu phần 1 thì hai chị em cũng đã chia sẻ rất nhiều những thông tin về chương trình vé số cho mùa lễ Thanksgiving này cũng như là những combo hấp dẫn quý vị nha. Bây giờ thì để không mất thời gian, hai chị em là sẽ nhắc lại thiệt là nhanh luôn. Yeah. Bây giờ chị nhờ Thanh Thanh nhắc lại là cách thức để mình tham gia cái việc mà quay sổ số nè. Cách thức như thế nào? Nếu như mà khách hàng có thể order sản phẩm thì mỗi 100 mình sẽ được nhận 2 phiếu sổ số trúng thưởng. Đúng không chị? Đúng. Và rồi, nếu như mình order trên 500 thì mỗi 100 đó mình được tới 3 phiếu trúng thưởng, tức là 500 thì mình sẽ được tới 15 phiếu luôn. 515 phiếu. Dạ, 515 phiếu. Còn nếu mà mình order trên 1000 thì mỗi 100 mình sẽ nhận được 4 phiếu. Tức là nếu mà 1000 mình sẽ nhận được tới 40 phiếu lận, nhưng hôm nay đã có khách hàng order nhận được 72 phiếu thì cái cơ hội trúng thưởng nó cũng rất là nhiều luôn. Cho nên là khách hàng và khán giả có thể gọi điện vào order cho cái combo và những sản phẩm ngày hôm nay để mà mình có cơ hội trúng giải thưởng trong cái dịp lễ Thanksgiving này và quay số vào ngày thứ hai, ngày 30 tháng 11 này, để mình có thể tham gia và có cơ hội trúng những cái giải thưởng trong đây ạ. Rồi, công bố giải thưởng luôn đi em. Công bố giải thưởng luôn nha. Giải đặc biệt đó là chiếc TV Samsung Smart TV 65 inch phía sau lưng của Ngọc Thuận đây. Giải đó, nó đó. Rồi, giải nhất đó chính là 1000 store credit để mình có thể mua tất cả bất kỳ sản phẩm nào đang có tại International Home Shopping quý vị nha. Rồi, tiếp theo đó chính là giải nhì. Giải nhì của mình là một hộp cao hắc sâm trị giá $360. Rồi, tiếp theo mời em, giải 3 là gì? Giải 3 là một set Venus Ginseng trị giá 270 đồng gồm 180 viên. Và cái giải kế tiếp gồm có 5 giải, mỗi giải là trị giá 75 đồng là cái mỗi hộp sâm lát. Và 10 giải thưởng tiếp theo nữa là mỗi giải là được một hộp kẹo sâm và một hộp trà sâm luôn. Cho nên là tổng cộng lên đến 19 giải. Tại International Home Shopping Day, nó cái giải thưởng nó cũng khá là hấp dẫn lôi cuốn luôn á. Cho nên cái lòng quay của mình là em thấy nó cũng hơi bị nhiều rồi. Dạ, yeah, cũng khá nhiều. Mình mới hồi hai tay hai đúng tuần, không? Hai tuần. À, chưa hai tuần luôn. À, hai tuần. Dạ. Đúng rồi. Dạ, nhưng mà lòng quay cũng đã gần kha khá rồi đó. Cho nên là quý khán giả ơi, nhanh tay gọi vào số phone của chương trình live mỗi ngày 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều quý vị nha. 1-888-680-6689. Ngoài ra thì để có thể dễ dàng mình chọn lựa sản phẩm thì Ngọc Thuận cũng như Thanh Thanh sẽ giới thiệu tiếp tục 3 combo rất hấp dẫn, phải nói là hấp dẫn vô cùng luôn. Combo đầu tiên trị giá bao nhiêu em? 189 đồng, bao gồm một set linh chi nước và một set linh chi viên, chỉ có 189 đồng thôi. Dạ, đó là combo thứ nhất. Nếu như mà ai sử dụng linh chi của mình rồi đúng không? Dạ. Thì nghe cái combo 189 đô la và có vừa có dạng nước, vừa có dạng viên là báo đám sẽ order liền. Dạ. Đúng không? Tại vì quý vị biết sao không? Hai chị em ở đây suốt ngày thì cứ mỗi lần khán giả gọi vào để mà hỏi hai chị em là tư vấn coi bây giờ cái loại nào uống để mà ngủ ngon nè, giảm stress nè. Thậm chí là quý vị biết không, em nhớ không, có những khách hàng của mình á, stress nặng đến nỗi mà bây giờ chỉ cần ví dụ như người ta nói là sang chấn tâm lý á. Uh-huh. Ví dụ nghe tới một cái chữ mà trước đó, ví dụ như chị nói thí dụ như là chữ chữ cháy đi.
Yeah. À, có thể là do trước đó là họ đã có một cái sự hốt hoảng giật mình vì cái một cái sự cố cháy chập điện nào đó, tự nhiên cái làm cho cái thần kinh của chị người ta bị yếu, em biết không? Yeah. Bây giờ chỉ cần nghe tới cái chữ cháy, chỉ cần vậy thôi, hoặc là nhìn tivi thấy một cái đám cháy nhỏ thôi là tự nhiên đã, tự nhiên cái cơn stress nó trỗi dậy, em biết không? Nó làm cho rung bấn cả người nè ha, tim đập nhanh hồi hộp nè, thậm chí là ngất xỉu luôn. Cho nên là linh chi cực kỳ tốt cho hệ thần kinh của mình, giúp cho nó lạc dịu lại hệ thần kinh, giúp cho mình có thể giải tỏa được cái stress đó. Thật ra Ngọc Thuận nói như vậy, chị nói như vậy không có nghĩa là nó liền ngay lập tức nó hết liền. Nhưng mà chịu khó một chút xíu quý vị ơi, ngày 2 viên, hoặc là mỗi ngày cứ pha một cái cup như vậy khoảng 8 đến 10 ounce nước. À, hoặc là nếu như thích thì mình pha loãng hơn, để trong cái bình lớn để mình uống nguyên một ngày, đúng không? Thì sẽ hỗ trợ rất là nhiều trong vấn đề mình bị stress nè, giấc ngủ nè. Ngoài ra nữa, Thanh Thanh biết không, đối với những khán thính giả nào mà sau phẫu thuật là một nha, hoặc là đang phải xạ trị hóa trị đó, thì á, cái điều cần thiết của họ là an thần. Em biết tại sao không? Đố em biết tại sao nè. Em nghĩ là do một cái thời gian mình có thể là bị stress nặng quá hay là như thế nào đó, cho nên mình ảnh hưởng đến tâm lý. Thì bây giờ mình có thể uống để mình giảm nhẹ, tại vì linh chi là cho nên là người ta uống vô người ta cảm thấy là dễ đi vào giấc ngủ là như vậy, phải không chị? Chính xác. Có nghĩa là đối với những khán thính giả nào á mà mình đang sau phẫu thuật là một như chị nói hồi nãy ha, hoặc là đang phải xạ trị hóa trị, quý vị biết không, thì á cứ gọi là người ta hay lo sợ, sợ hãi với lại bị đau á. Cái cơn đau nó làm cho dày vò cái người ta, làm cho người ta rất là khó ngủ, cho nên hỗ trợ bằng linh chi nó sẽ giúp cho người bệnh á dỗ giấc ngủ rất là dễ. Mà trong thời điểm đó càng ngủ thì lại càng tốt, mau hồi phục sức khỏe. Cho nên là nếu như mà mình có những người thân bạn bè nào rơi vào hoàn cảnh đó thì mình nên giới thiệu cho họ sử dụng linh chi, cao cốt cũng được hoặc là linh chi viên cũng được quý vị nha. Cho nên là $189 cho một cái combo mà mình đáng ra phải trả tới 300+ đô la lận, tức là sale hơn phân nửa luôn quý vị thấy không. Mà ngoài ra còn có cơ hội với con trúng thưởng nè, cho nên là nhanh tay để mình có thể order combo này. Rồi xong đến combo thứ hai. Em chia sẻ một tí xíu là từ tuần trước á, có chị nói là từ vì thời gian vừa rồi á, chị có uống cái collagen đó chị, nhưng mà do chắc uống nhiều quá đâm ra là chị bị nóng, chị nói nóng tối ngủ không được luôn. Em nói là có thể là do chị uống quá liều, cho uống nhiều quá, mỗi ngày mình uống mình nạp vào cơ thể nó quá với lại cái lượng cái cơ thể mình chịu đựng, cho nên là chị có thể là sử dụng về cái linh chi. Cho nên là em có tư vấn cho chị sử dụng cái linh chi, và chị cũng nói là nếu uống linh chi có tác dụng như thế nào, để làm gì, thì chị có nói là uống để, thì em có nói là uống để mình nó mát gan trở lại, tại vì chị nói là người nó nóng quá không ngủ được luôn. Rồi do là chị uống quá nhiều thôi, không có vấn đề gì hết, cho nên là chị đã mua về cái linh chi để mà dùng thử, có thể là thời gian sau chị quay lại để mình biết được cái hiệu quả nó như thế nào. Đúng rồi, nói về collagen thì cũng nhớ là tại vì trong sản phẩm của mình thì em thấy là có hai dòng sản phẩm có collagen. Một là Venus Ginseng nè, thứ hai nữa là có cái nước mũi nho. Nhưng mà quý vị an tâm một điều là nếu như gộp cả hai loại này dùng trong một ngày á, nó cũng không vượt quá cái ngưỡng collagen mà cơ thể mình có thể hấp thu. Mỗi ngày tối đa có 5.000mg thôi quý vị ơi. Vì thế cho nên là nếu như ai mà đang đắn đo là nếu một ngày mình uống hai loại này có đủ hay không, Ngọc Thuận bảo đảm là đủ. Tại vì nội cái nước mũi nho đó nó cả 2.500mg collagen, đó là hơn phân nửa. Nó bằng một trái quýt rồi. Ngoài ra nữa là collagen trong Venus Ginseng cũng một lượng khoảng 1/4 nữa, thì Ngọc Thuận hy vọng là nó sẽ đủ. Cộng thêm cái chế độ ăn uống một ngày của mình, ví dụ như quýt nè, cam nè ha, bưởi nè, cá nè, là cũng cộng vào vừa đủ 5.000mg collagen cho một ngày. Với cái hàm lượng này á, không bao giờ sợ là quá nhiều đến nỗi mà nó nóng trong người mà không ngủ được quý vị nha. Vì thế đối với cái combo mà $399 là mình, Ngọc Thuận nghĩ là mình không cần phải sử dụng thêm cái collagen nào nữa rồi đó. Đúng rồi, đúng không em? Rồi. Một gói nước bổ nho, 2-4 viên Venus Ginseng một ngày là đủ lượng collagen cho một ngày, bảo đảm. Vì thế cho nên là $399 ngày hôm nay đáng ra mình phải trả lên đến $1,009. Rồi, chị mời em giới thiệu lại cái combo mà hấp dẫn như này nè. $399 thôi, nó vừa khỏe vừa trẻ lại cho mình nữa, cho nên tiếc gì phải không nào? Đúng rồi. Dạ, bao gồm một cái cao hắc xâm trị giá $360 là mình uống được khoảng 3-4 tháng rồi đó chị. Chính đúng xác không? Luôn. Ngoài đúng ra rồi. Mình được cái Venus Ginseng $270, 180 viên là mình uống cũng được 1 tháng rưỡi đến 2 tháng. Dạ, okay, rất là lâu luôn. Rồi. Và một cái set tinh chất bổ nho vừa tốt cho tim mạch,
nó có collagen trong đó nữa, là nó là giúp cho mình là hỗ trợ cái làn da mình là chống được tình trạng lão hóa, chảy xệ của làn da mình rất là cần. Khi mà trên 30 tuổi là mình trên thực đúng chính xác là trên 25 tuổi là cái lượng collagen trong cơ thể mình nó không tự tạo ra nhiều được nữa, cho nên là mình phải bổ sung từ từ được rồi. Cho nên là nhiều người cũng không rõ, cho nên là không có sử dụng cái collagen, tại vì nhiều khi mình không có thấy được, mình không có nhận ra được, tại vì da mình nó là mỗi ngày nó xuống cấp xuống đi, tại vì do là cái lượng collagen mình ăn uống nó không cung cấp đủ cho mỗi ngày nữa. Mình phải dùng cái collagen để mà nó nâng cơ mình lên, nó cải thiện được cái làn da của mình là chống chảy xệ, cho nên rất rất cần cái lượng collagen mỗi ngày là như vậy. Cho nên là trong cái tinh chất bổ nho nó có collagen, ngoài ra nó có được cái công dụng là tốt cho tim mạch nữa. Mình sẽ được tặng thêm một cái viên, ngoài cái viên nó trên sinh tinh chất bổ nho là mình sẽ được tặng thêm một cái linh chi viên, và một hộp này là 199 đồng, có 180 viên, mình uống cũng được thêm khoảng 2-3 tháng nữa. Cho nên một cái combo này thật ra là chỉ có 399 đồng thôi, mình uống tới khoảng nửa năm. Đúng rồi. Rất là lâu luôn, cho nên là đừng tiếc để mà mình bổ sung cho sức khỏe. Rồi cái làn da của mình nữa rất là quan trọng luôn. Trong cái lễ Thanksgiving này mình để mình làm tươi mới hơn, đẹp hơn. Và có thể là mình tặng cho một cái dịp lễ này nè chị ha. Để đúng cảm rồi. Ơn người thân, bạn bè, hoặc là một cái ơn nào đó mà mình cần gửi gắm đến người thân, bạn bè, gia đình. Mình tặng một cái sản phẩm này rất là tốt luôn. Đúng rồi đó, đây là món quà Ngọc Thuận thấy là vô cùng thiết thực luôn quý vị ơi. Sẵn Thanh Thanh nói về collagen á, thì em biết á, 25 tuổi theo chị biết á là cơ thể của mình nó mất dần mỗi năm như vậy 5% cái khả năng tái tạo lại collagen. Đúng rồi chị. Nhưng mà khi em bước qua 30 tuổi thì mất 25%. Nên nhớ điều đó quý vị ơi. Nhưng mà nên nhớ một điều nữa là theo đa số Ngọc Thuận thấy các bạn trẻ bây giờ á, nói xin lỗi ngay cả bản thân của chị luôn, cũng như nhà của Ngọc Thuận luôn, ăn thịt nhiều hơn cá, mà cái lượng collagen tự nhiên có nhiều nhất trong cá nè, trái quýt nè. Nhưng mà tại sao, làm sao mà mỗi ngày mình ăn được, em thấy đúng không? Đúng rồi. Cho nên là không còn gì bằng nếu như một ngày mình dùng 2-4 viên Venus Sinsen nè, rồi một gói nước bổ nho có 2.500mg nữa, thì bảo đảm là gần đủ cái lượng collagen trong một ngày đối với cơ thể của người trưởng thành rồi đó. Mà theo Ngọc Thuận biết đó, collagen cái vai trò của nó thì vô cùng quan trọng, như Thanh Thanh vừa nói, đôi khi mình quên mất đi. Thứ nhất là làn da. Làn da mình có độ đàn hồi hay không là do collagen nè. Làn da mình có sự tươi mới, tươi trẻ, căng bóng hay không cũng nhờ collagen. Cái khung xương của mình đó, nó có chắc khỏe hay không, những cái sợi gân trong cơ thể, trong khung xương của mình nó có chắc, có khỏe hay không cũng nhờ collagen. Cho nên á, tại sao mà các khán giả thấy là uống Venus Sinsen nè, hoặc là uống nước bổ nho, tại sao mình đỡ cái trường hợp đau nhức xương khớp, tại vì nhờ collagen. Cho nên không chỉ vào da không quý vị nha, collagen rất tốt cho cái hệ thống khớp xương trong cơ thể của mình. Vì thế cho nên $399 ngày hôm nay có luôn một set collagen nằm trong nước bổ nho nè, có luôn một set Venus Sinsen nè, một cao hắc xăm và một linh chi viên, quá hấp dẫn luôn. Vì thế số phone của chương trình 1-888-680-6689. Rồi chị nhờ em nói luôn combo thứ 3 để mình đi vào phần game nè. Dạ, chỉ có 159 đồng thôi, mình sẽ được một cái phấn kỳ diệu này, một Venus Sinsen 60 viên, một cái nghệ Yukon. Dạ, ngoài ra mình được thêm một hộp xăm lát nữa. Chị giá chỉ có 159 đồng thôi. Giá thực tế là bao nhiêu em ha? Dạ, giá một thực tế của nó tới 300 mấy lần đúng không chị? 300 mấy là mấy, chị cũng quên rồi. Chị cũng quên, em cũng quên. 380 cộng mấy lại, vậy? Dạ đúng rồi. Dạ, nếu mình cộng lại ha, tại vì giá phấn kỳ diệu là $55. Venus Sinsen lẻ như 99. Vậy là $99 rồi nè, là 155 rồi. Đúng không? Rồi một cái nghệ Ucon 90 đô. Và gì nữa ha? Xăm lát 75 đô. Xăm lát 75 đô nữa quý vị thấy không? Cho nên là từ 380 mấy mà chỉ còn trả có $159 thôi quý vị ơi. Nhanh tay. Gọi vào chương trình để mà order 1 trong 3 hoặc 2 trong 3 hoặc là cả 3 combo này. Để mà mình có thể vừa làm quà cho bản thân mình, tự thưởng mình suốt một năm trời mình làm việc vất vả quý vị nha. Rồi Ngọc Thuận xin nghe phone đây. Hello, Ngọc Thuận Thanh Thanh nghe ạ. Dạ cô ơi, cho tôi order hát xăm đi cô. Ờ, cái dạ, con cảm ơn cô gọi vào chương trình.
Cô ơi, cao hắc xăm bên tụi con hiện tại đang có nguyên cái combo rất là đặc biệt cô. Tức là cao hắc xăm thay vì cô trả $360 đó, thì bây giờ cô trả thêm một chút xíu nữa thôi là $399. Cô sẽ có một cao hắc xăm, một Venus Ginsen, một linh chi dạng viên và nguyên một cái set nước mũi nho luôn cô. Cô thấy hấp dẫn không? Dạ, cô cho tôi order combo đó đi cô. Dạ, cảm ơn cô. Cô ơi, cô chia sẻ giùm tụi con đi. Cô dùng qua cái sản phẩm nào bên tụi con rồi cô? Tôi dùng cao hắc xăm nhiều ở đó lắm. Dạ. Cô... Hơi tốt cho người, nó khỏe, không có bị mệt mỏi. Mà hai, nó không bị cảm cúm lâu lắm rồi. Tôi uống cả mấy năm nay rồi, nên không có bị cảm cúm hết cô. Trời, cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Cô có luôn. Bị về cao máu cao đường gì không chị? Dạ, cái ví dụ như cô thường thường á cô, cao hắc xăm cô dùng như vậy, cô thấy là mỗi năm cô đi test về cái sức khỏe của mình á, cái lượng đường, lượng mỡ trong máu này nó chắc là ok phải không cô? Dạ, cái, tôi bị cao cholesterol, tôi uống từ hồi đó giờ thành ra nó không có bị nữa. Cô. Wow, cô có bị cao máu không? Hiệu quả quá cô ha. Dạ. Dạ. Còn vấn đề cao máu thì sao cô ha? Huyết áp á cô? Dạ. Dạ, huyết áp cũng vậy, nó ổn định. Wow, dạ. Tụi con rất là cảm ơn cái chia sẻ, thông tin chia sẻ của cô nha. Tại vì sở dĩ tụi con hỏi nhiều á, tại vì những khách hàng mà chưa sử dụng qua cao hắc xăm đó cô, thì đa số là đều thắc mắc những câu hỏi mà tụi con vừa hỏi cô á. Dạ rồi, con cảm ơn cô rất là nhiều luôn. Rồi, để con lấy số phone của cô nha. Thanh Thanh xin nhắc lại cái combo ngày hôm nay là cái cao hắc xăm á, là chỉ giá 360 đồng nè. Một cái Venus Ginsen là 270 đồng. Một cái linh chi viên là 199 đồng, và thêm một cái tinh chất bổ nho trị giá 180 đồng. 4 set như vậy đem về mình chỉ trả là 399 đồng thôi. Ngoài ra mình còn được thêm 8 vé tham gia xổ số dự thưởng, và sẽ quay vào ngày 30 tháng 11 chiều thứ hai để mình biết được kết quả ngày đó, nên là quý khán giả có thể là theo dõi vào ngày đó ha. Cái combo ngày rất là đẹp, rất là thích luôn, rất là giá trị, và những cái giải thưởng cũng khá là hấp dẫn, cho nên là đừng bỏ lỡ cái cơ hội để mình có thể tham gia trúng thưởng trong cái dịp này ạ. Dạ. Không, mà nghe cô chia sẻ mình cũng vui đúng không em? Dạ. Tại vì thật sự là cái về vấn đề mà cao máu đó chị ha, khách hàng rất là ngại về dùng xăm, về việc dùng xăm, nhưng không phải là ai cao máu mình cũng có thể là cũng không thể dùng xăm được, là có thể là do cái lượng mình uống là quá hơi so với lại cái đúng rồi, cơ thể của mỗi người. Dạ, cho nên mình có thể là pha ít đi và pha loãng hơn để mà mình có thể dùng hàng ngày. Xăm mình không cần uống nhiều, mình chỉ cần uống ít mỗi ngày, một ít thì mình uống đều thì nó sẽ có hiệu quả tốt hơn. Cho nên là xăm những người cao máu mình vẫn có thể uống được ạ. Đó, cho nên là vừa Ngọc Thuận Thanh chia sẻ thông tin này ha, rồi vừa nhờ cái quý khán giả đã sử dụng gọi vào chia sẻ, thì sẽ giúp cho cái thông điệp này cũng như cái thông tin này nó lan tỏa, để cho những ai đang còn do dự đó, mình đừng có do dự nữa nha. Phải tranh thủ để mà mình order cho bằng được ba cái combo đặc biệt dành cho lễ Thanksgiving này quý vị nha. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào phần game mà thứ ba tuần nào quý khán giả cũng rất là yêu thích. Rồi, Ngọc Thuận cũng như Thanh Thanh sẽ hy vọng rằng á, là với cái game này thì quý khán giả sẽ rất là vui, tại vì mình sẽ có những cái thời gian mình có thể mình giảm stress nè, hoặc là mình có thể mình tham gia lời ca tiếng hát của mình đúng không em? Dạ. Rồi, bây giờ em ready chưa? Dạ rồi, quý cô chú, quý anh chị có thể là tham gia game với Thanh Thanh ha. Cái thể lệ cũng rất là đơn giản phải không ạ? Mình nói cái tên bài hát nè, nói tên của tác giả, và mình có thể hát 1 đến 2 đoạn gì đó cho nó không khí nó vui hơn trong chiều hôm nay nha. Dạ, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Thanh Thanh với giọng hát rất là truyền cảm, ngọt ngào luôn. Cảm ơn rồi chị. Quý vị ơi, nhanh nhanh tay nha, mình đã gần hết giờ của chương trình rồi, cho nên là gọi vào để đoán tên bài hát, tên của nhạc sĩ, tên của tác giả nè, và hát một đoạn với Thanh Thanh quý vị nha. Số phone chương trình 1-888-680-6689. Mà sao em lựa bài nào chị thấy nó cũng ngọt như mấy lùi vậy? Dạ, tại vì em thích dòng nhạc bolero chị. Rất là mê luôn, chỉ vậy đơn giản vậy thôi. Từ hôm bữa từ đầu cái chương trình đầu tiên mà lên hát tới giờ có ai bốc show chưa? Ở đây quý vị khán giả biết không, ở đây Ngọc Thuận chúng ta như là cậu Chánh hay chọc là lên hát kiểu này mốt chắc là nghỉ hôm sắp bên đi làm show ca nhạc luôn. Vẫn vui như vậy thôi. Nhưng mà Ngọc Thuận và Thanh Thanh vẫn rất mong chờ câu trả lời quý vị nha. 1-888-680-6689.
Rồi, trong khi chờ đợi câu trả lời cho cái câu hỏi game ngày hôm nay thì tiếp tục giới thiệu một lần nữa thiệt là ngắn gọn luôn cái chương trình mình có thể tham gia để mà bốc thăm trúng thưởng cho lòng quay sổ số vào ngày 30 tây tháng 11 sắp tới. Giải đặc biệt của chương trình đó chính là cái tivi sau lưng Ngọc Thuận đây. Đây, giải nhất của mình chính là 1.000 store credit để mình có thể thử gọi là tận hưởng, phải không? Đúng rồi. Tận hưởng tất cả những dòng sản phẩm đang có tại công ty. Giải nhất của mình là như vậy. Giải nhì là một cao hắc xăm trị giá là $360. Giải ba là gì em ha? Dạ, cái giải ba là Venus Ginseng trị giá $270. Rồi, giải ba là Venus Ginseng nè. Tiếp theo có 5 giải luôn. Mỗi giải như vậy sẽ là một hộp xăm lát. Nhắc tới xăm lát thì hồi sáng có chị khách hàng dễ thương ha. Chị tới chị order một lúc hai combo luôn. Và chị nói là phải mở ra ngay lập tức để thử xăm lát của sao mấy cô quảng cáo dữ quá. Yeah. Nhưng mà khi mà mở ra ăn thử chị nói ôi ngon thiệt. Mm-hmm. Phải không? Yeah. Nó dẻo, nó thơm, nó ngon mà nó đậm đà cái mùi xăm quý vị ơi. Cho nên là 5 giải tiếp theo mỗi giải như vậy mình có thể mang về nguyên một set xăm lát luôn. Trị giá $75. Và chưa hết, mình còn 10 giải trên khách hàng. Mỗi giải như vậy là một trà xăm và một hộp kẹo xăm quý vị nha. Cho nên là nhanh nhanh để mà tham gia chương trình, order bất kỳ sản phẩm nào của Home Shopping cũng như là ba cái combo đặc biệt này để mình có thể có trong tay cái vé sổ số dành cho cuối tháng 11 quý vị nhé. Một thông tin nữa đó chính là bất kỳ sản phẩm nào mình cũng có thể tham gia sổ số, chứ không chỉ có cái like sản phẩm xăm với Linh Chi hoặc là ba cái combo này. Tại vì ngoài ba combo mà Ngọc Thuận Thanh Thanh giới thiệu của show ngày hôm nay đó, thì mỗi sản phẩm nếu như mình muốn order riêng quý vị, mỗi sản phẩm cũng đều có cái promotion riêng của nó. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Ví dụ phấn kỳ diệu đi. Phấn kỳ diệu thì sao nè? Nếu muốn mua riêng thì sao? Nếu muốn mua riêng á thì mình có cái chương trình rất là good luôn là 55 đồng một hộp, đúng không? Rồi. Thì mình mua 2 tặng 1. Mình sẽ được thêm một cái dưỡng chai dưỡng trứng cá hồi nữa. Oh. Nhưng mà nếu mà khách hàng nào có thể order riêng một hộp để mà thử trị giá 55 đồng thì mình sẽ được tặng thêm một cái kem chống nắng của Hàn Quốc đó chị. Rồi, đó, quý vị thấy không? Cho nên là mỗi sản phẩm cũng đều có cái promotion riêng của nó. Hoặc là ví dụ như xăm lát đi. Nếu như mà ai yêu thích xăm lát, muốn order xăm lát riêng không thôi á, thì cũng sẽ vẫn có promotion riêng của xăm lát quý vị nha. Cho nên là Ngọc Thuận và Thanh Thanh cũng như là công ty rất là mong quý khán giả nhanh tay để mà tranh thủ thời gian chỉ còn hơn 2 tuần lễ nữa thôi để mình có thể góp mặt vào trong cái lòng quay sổ số này dành cho cuối tháng 11 để có thể rinh về 119, hay biết đâu một lúc một người dẫn 2-3 giải luôn thì sao? Cũng có đó chị. Có luôn đúng không? Dạ, nhưng mà có chị thể nhớ hồi Tết là có rồi đúng không nè? Dạ, có luôn. Nhưng mà mình có thể nhường cái cơ hội đó đến cho người khác nếu như mà một lần mình được nhận 2 giải. Tại vì cô Thuận nhớ là hồi Tết Tết Nguyên Đán vừa rồi của năm nay đó thì công ty cũng có chương trình sổ số và cũng có khách hàng đã trúng một lúc 2 giải luôn. Tại vì order quá nhiều. Cho nên là cậu Ánh có nói là ai trúng thì cái số, ai trúng thì trúng thôi chứ sao giờ, đúng không? Cho nên quý vị ơi, Ngọc Thuận và Thanh Thanh rất cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình nè, cũng như rất mong quý khán thính giả chia sẻ thông tin về chương trình sổ số của công ty, của chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân đến với người thân bạn bè của mình nhé. Rồi em có gì em chia sẻ không nè? Thanh Thanh cũng chia sẻ với khán giả về cái sản phẩm là Linh Chi đó chị. Tại vì cái thời gian vừa rồi á là có những khách order về cái sản phẩm Linh Chi này, có hỏi mình là uống bao lâu mới có kết quả, rồi có những cái câu hỏi cũng rất là để mà mình cần phải tư vấn thêm cho khán giả để mà có thể sử dụng được sản phẩm này nó tốt hơn, hoặc là cái thời gian uống như thế nào, hoặc là mình uống liều lượng nhìn ra sao. Thì khách hàng khi mà order gọi vào để mà order sản phẩm thì Thanh Thanh và chị Thuận cũng có thể tư vấn rõ hơn về cái sản phẩm này hoặc là những cái sản phẩm mà cao hắc xăm. Cho nên là khách hàng đừng có bận tâm, cứ order sản phẩm về và nếu mình không nhớ hoặc là không có rõ thì mình có thể gọi lại để mà Thanh Thanh và chị Ngọc Thuận có thể tư vấn kỹ hơn và để mình dùng cái sản phẩm nó tốt hơn, hiệu quả hơn cho những cái sản phẩm mà mình đã order. Rồi, rất cảm ơn lời chia sẻ của em. Có nghĩa là công ty cũng như là Ngọc Thuận Thanh Thanh nói riêng lúc nào cũng rất sẵn sàng tư vấn, chia sẻ nếu như các khán giả có thắc mắc bất kỳ về sản phẩm của mình đã order quý vị nha. Và bây giờ thời lượng chương trình cũng đã hết rồi, cho nên là hai chị em rất cảm ơn quý khán giả đã theo dõi suốt 1 tiếng đồng hồ. Hy vọng là quý khán giả sẽ chia sẻ thông tin về chương trình sổ số để mà tiếp tục ngày mai gọi vào chú vị nha. Dạ, xin chào ạ.
Đài truyền hình SET và International Home Shopping xin trân trọng giới thiệu dòng sản phẩm cao cấp thượng hạng Hắc Sâm từ công ty Gunsum Premium, độc quyền phân phối. Hắc sâm khô là bước đột phá mới trong công nghệ sản xuất và chế biến nhân sâm của người Hàn Quốc. Hắc sâm được tinh luyện từ nhân sâm tươi Hàn Quốc 6 năm tuổi, trải qua 9 lần hấp sấy. Và trên thị trường hiện nay thì hắc sâm là sản phẩm chứa hàm lượng saponin cao nhất, vượt trội hơn hẳn hồng sâm và các loại nhân sâm khác. Hàm lượng saponin trong hắc sâm gấp khoảng từ 7 đến 30 lần hồng sâm. Hắc sâm gum sâm có công dụng như hồng sâm nhưng mạnh hơn nhờ vào hàm lượng saponin vượt trội so với hồng sâm. Hắc sâm có tác dụng giảm các triệu chứng như mệt mỏi và tác dụng phụ, và đặc biệt kích thích giải phóng insulin, tác dụng làm giảm đường huyết và làm giảm các triệu chứng chóng mặt, đau ngực, khát nước, mệt mỏi, suy thận, hoại tử, v.v. Hắc sâm còn có tác dụng như là bảo vệ gan, hạ thấp cholesterol, giúp tăng hồng cầu, tạo mạch máu và giúp chống lão hóa, duy trì tuổi xuân. Hắc sâm đặc biệt kết hợp cho mọi lứa tuổi, nhất là với người cao tuổi. Đây chính là món quà biếu tặng đầy ý nghĩa cho sức khỏe cho mọi gia đình. Xin hãy liên lạc với chúng tôi, International Home Shopping, 1-888-688-2999. Để tri ân khách hàng cũng như hỗ trợ cho đại dịch, chúng tôi có một chương trình mang tên Tri ân cùng vạn niềm vui. Quý vị có thể mua tất cả các sản phẩm sâm của International Home Shopping và nhận lại full credit với số tiền đã trả. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gọi 714-868-6868. Quý vị có thể theo dõi chương trình của chúng tôi phát sóng trực tiếp trên các hệ thống như sau: Nam Cali 57.11 hoặc 14.3, San Jose 16.11, Houston Texas 27.2, app SET Group TV. Chương trình cũng có mặt trên tất cả các thiết bị như Android, iOS, Roku, Amazon, Smartphone, iPad và đặc biệt trên Samsung app. SET Hắc Sâm, món quà của Thượng Đế, giúp tăng sức đề kháng, chống đại dịch toàn cầu. Sản phẩm được bảo chính bởi SET.